Ok, tiếp tục. Nè các cậu, Katie, sẵn sàng cho cuộc thi chưa? Sẵn sàng. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta phải chiến thắng tụi nó. Một đám bánh bèo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Bọn thua cuộc. Các cô gái ơi, chúng ta nhất định phải chiến thắng, không thể nào để thua đội màu đen được. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cùng nhảy nha. Em tới đây. Các cậu chờ mình chút xíu nha. Ok, okay đội, đội trưởng. Nhìn gì, nhìn ông. Thôi, chào hai đội trưởng. Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Dạ, dạ rồi. Đây là hai lá cờ đại diện cho hai đội. Wow, thấy cưng quá. Hẹn gặp lại hai đội tại cuộc thi nha. Dạ, dạ. Kiểu gì mà đội màu hồng không có thắng. Mau đi, nhóm tôi mới thắng cuộc. Đồ quá đáng. Nè cái tàu bánh bèo, nhỏ con đồ kìa.
mình. Katie. Mia. Mia. Các cậu, mình là Mia nè. Mia. Cậu có sao không? Không hả? Katie. Trời, Katie ơi, bây giờ tập nhảy lẹ lên. Đây, đi về tập nhảy nè. Lẹ đi, lẹ đi, trời ơi, lẹ lên. Cái lũ bánh bèo yếu ớt này, bỏ nó coi. Đến giờ luyện tập rồi, đi thôi tập nhảy nè. Thôi bỏ ra đâu, bỏ ra coi, bỏ ra. Rồi bắt cái gì kéo 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 hoài vậy? Mia, đừng có giận nữa mà, chúng ta tập nhảy nha. Gì vậy? Bắt đầu. Rồi, đưa tay lên. Rồi đưa xuống. Mia, nhảy thôi nha. Đúng rồi, múa đi. Mia, cậu làm gì vậy? Dừng lại đi. Trời đất ơi, Mia bị sao vậy? Vẫn ổn, tôi vẫn ổn. Cậu làm gì vậy? Có làm được không? Tôi sao cậu lại mang băng đô của đội Katie? Của tôi mà. Ủa, gì? Cậu nói gì? Biến đi. Hả? Khoan. Chúng tôi không cần đội trưởng như cậu. Nhưng mà mấy cậu cho tôi tham gia đi mà. Tôi muốn thi lắm. Tôi muốn tham gia chương trình này lắm. Đi mà. Cậu mau biến đi. Đây. Đừng có nói nữa. Các cậu cho tôi tham gia đi mà. Tôi muốn tham gia lắm. Đi mà. Buông ra. Biến đi. Katie, tập nhảy đi. Mình không thể thua đám bánh bèo đó được. Tôi có phải nhóm cậu đâu. Trời, giỡn hoài trời. Nhảy đi. Nhảy nào. Katie, nhảy đi. Nhảy đi, nhảy. Chị giỡn với tụi em đó hả? Tôi xin lỗi các cậu. Xin lỗi nha. Tôi không biết nhảy như vậy. Giỡn với tụi em đó hả? Mình không có. Ý mình là các cậu dạy mình đi. Nè, nhảy đi. Xin lỗi mà. Katie, chị không coi tụi em là đồng đội nữa đúng không? Đúng vậy. Không phải đâu. Không, chúng ta là đồng đội mà. Katie, chạy cái này là cái gì? Hả? Nhưng mà màu hồng hả? Dập đi. Nè, các cậu thật quá đáng. Đồ của mình mà. Trời ơi, lụm lại nữa kìa. Trời ơi, đội trưởng của mình tự dưng bánh bèo ngang vậy. Chị không cần là đội trưởng nữa. Biến khỏi đây đây. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Ở đây không quan nghênh chạy. Tụi tôi không cần chị nữa, đi đây. Đi đây. Nhưng nè, mình biến đi.
Cậu làm ơn, cậu trả thân xác lại cho tôi đi. Sao tôi làm được chứ? Cậu trả thân xác cho tôi đi. Cậu cũng trả cho tôi đi. Cậu trả cho tôi trước đi. Cậu trả cho tôi. Trả thân xác cho tôi. Cậu. Cậu trả lại. Trả thân xác cho tôi. Trả lại cho tôi. Cậu trả cho tôi. Hai đội trưởng của tôi đâu rồi? Em chào cô. Dạ, em chào cô. Tụi em sao vậy? Dạ, không dạ sao đâu cô. Có gì đâu cô. Chuẩn bị phần thi của mình tốt chưa? Dạ. Dạ rồi. Cố lên nha. Dạ. Bye bye cô. Katie nè. Hay là chúng ta kết hợp với nhau nha. Giờ còn cách nào nữa đâu. Không, không phải vậy đâu. Tốt nha bạn. Đi thôi. Mia. Cảm ơn nha. Mia không còn là đội trưởng chúng ta nữa. Đi. Lại nha. Ok. Chúng ta phải chiến thắng cuộc thi này. Đương nhiên. Tụi em xin bắt đầu màn trình diễn của mình. Xin mời cặp đôi của Rose và Julie. Dạ thưa cô. Dạ có em. Katie, cố lên nha. Tuyệt vời, mình thích lắm. Yeah! Và cặp đôi cuối cùng, xin mời Mia và Katie. Dạ, dạ có em. Chúng ta hãy chờ coi họ nhảy được không? Ừ. Chúng ta trở lại bình thường rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
rồi. Đi rồi. Và đội chiến thắng đó chính là Mia và Katie. Chúc mừng nha. Chúc mừng nha. Mình xin lỗi vì đã không tôn trọng cậu nha. Mình cũng xin lỗi vì không tôn trọng cậu. Vậy từ giờ chúng ta là bạn nha. Mia là một cô bé hiền lành, học giỏi và luôn được thầy cô bạn bè yêu mến. Mia. Dạ. Cô sẽ giao việc vệ sinh trường lớp lại cho em. Cô tin em sẽ làm tốt. Dạ. Phải báo cho cô liền. Tăng lên. Mau dọn đi. Chỗ kia chưa sạch kìa. Biết rồi. Tốt. Ôi không, mặt của tôi.
vậy? Cô ơi, cái tôi chơi xấu em đó cô. Em ở đội vệ sinh mà sao em bơ bồng quá vậy em? Không, không phải em làm đâu cô. Cô ơi, nghe, em bị cắt chân. Mia, xong chưa em? Dạ rồi. Kitty, em đang làm gì vậy hả? Dạ em đang cất đồ. Tủ của Mia mà. Mở ra coi. Không gì đâu. Cô bảo mở ra. Cô! Katie, em làm gì vậy hả? À, không có mà. Kiểm tra sau. Dạ. Em bị đánh chết.
Mình xin lỗi. Cậu tính rồi hả? Mình đã phá cậu. Mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Thôi, không sao rồi. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa nha. Chúng mình cùng đến trường nha. Đi thôi. Dọn rác xong. Wow, giỏi 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 giỏi. Em hoàn thành xuất sắc Mia. Dạ không phải đâu cô, Katie đã giúp em đó. Thì hả? Để đền đáp những nỗ lực của em, cô sẽ cho em lên chức. Dạ em cảm ơn cô. Cuối cùng Katie và Mia đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Chúc mừng em. Sáng sớm, không khí trong lành bao trùm cả con phố nhỏ. Mia, một cô gái năng động và tràn đầy sức sống đang chuẩn bị đến trường. Hey, quên cái ba lô mất tiêu rồi. Trong khi đó, Brian trên chiếc xe đạp của mình, vì lo lắng trễ giờ nên cậu ấy đã phóng xe thật nhanh. Đồng thời, Mia lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi để đi đến trường. Đúng lúc đó, từ hướng ngược lại, Brian đang đi tới và một tai nạn đã xảy ra. Nè nè, tránh ra, tránh ra đi. Ê, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nha. Không may, đuôi xe của Brian đã vướng vào chiếc nơ xinh xắn trên chiếc cặp của Mia, khiến sợi len bị kéo tuột ra. Brian không hề hay biết điều đó, vẫn tiếp tục lái xe và vẫy chào Mia. Lúc này, chiếc cặp của cô bị kéo lê trên đường và tất cả đồ đạc cũng bị đổ ra ngoài. Hả? Ba lô của mình? Mia bực bội thu dọn đồ đạc và ba lô. Buổi sáng tuyệt đẹp của Mia đã bị một cậu trai lạ mặt phá bỉnh. Và tất cả những gì cô ấy nhận được chỉ là một lời xin lỗi vội vàng. Đồ của mình. Xu thiệt chứ. Nhờ vào kỹ năng lái xe đỉnh của Job, Brian cuối cùng cũng đã đến kịp giờ. Bay ghê, kịp giờ rồi. Em trai. Dạ. Xuất sắc rồi không? Dạ, một phần. Ok. Brian quyết định tự thưởng cho mình bằng những cây xúc xích thơm ngon ngay tại trước cổng trường. Mia lúc này cũng đang đạp xe đến trường. Ánh mắt cô đảo quanh rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cậu trai đã phá vào cô vào sáng nay. Oh, thơm ghê. Là cậu ta. Để trả thù Brian, Mia đã cố tình lái xe và đụng vào vai của Brian. Cú va chạm khiến những xiên que nóng hổi trên tay của Brian rơi xuống đất, tạo ra một vũng hỗn độn. Brian há hốc mồm nhìn đống đồ ăn của mình với vẻ thất thần. À, đồ ăn của tôi. Trời đất ơi. Ê, nhỏ kia. Xin lỗi nhỏ. Mia bật cười thích thú rồi ung dung đạp xe chạy đi. Ê, ê, đồ ăn của tôi. Mia bơ phờ bước vào lớp sau vụ đụng xe trước cổng nhà. Ủa, chào Mia. Hả, cậu bị gì vậy? Xôi. À, nói vậy làm sao vợ ơi, giải thích coi. Nè. Bóng dáng quen thuộc của Mia vui vẻ mỗi ngày đã biến mất, khiến cho các bạn trong lớp đều lo lắng. Chào các em. Hello cô. Chào cô. Hôm nay lớp mình có học sinh mới. Học sinh mới hả? Mời em. Chào cô xinh đẹp. Chào các cậu.
nhắc khựng lại, mở mắt to trối nhìn. Trước mặt cô không ai khác chính là Brian, kẻ đã làm hỏng đồ của cô. Cậu, lại là cậu. Lại là cậu. Em làm gì vậy? Em đang chào mọi người. Hello các cậu. Xin chào. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như bắn ra tia sét dữ dội, tưởng chừng như sắp nổ tới nơi. À, dạ. Về chỗ đi. Dạ. Cậu, chỗ em bên đây dạ, nè. Dạ. Brian bước xuống chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn lườm lườm Mia đầy thách thức. Chúng ta bắt đầu học bài nha. Mia cũng chẳng vừa, cô lườm lại. Và khi Brian đến gần, cô lén đưa chân ra để ngáng đường. Brian vừa bước tới thì liếc mắt thấy chân của Mia ngáng đường. Cậu cười khẩy, giả vờ như sắp vấp ngã rồi bất ngờ đạp mạnh lên chân cô. Gì vậy? Ấy, đau quá hả? Em không biết nha. Brian, về chỗ ngồi. Dạ. Liêu liêu. Không thể nào ngăn được cơn thịnh nộ, Mia đã ngay lập tức thẳng chân đá Brian văng vào tường. Chuyện gì vậy? Cô ơi, cậu ấy đẩy em kìa. Bạn ấy bị làm sao vậy? Được rồi, chúng ta học bài tiếp nào. Dạ. Dạ. Cả lớp, ai có thể giải bài toán này cho cô nào? Không thể công khai đấu bằng sức lực, Brian và Mia quyết định đấu bằng trí thông minh. Wow, giỏi dữ vậy ta. Tiếp nữa nè. Lúc này Brian và Mia cực kỳ tập trung vào giải bài tập. Làm sai rồi kìa. Bị Brian trêu chọc, Mia vô cùng tức tối. Cô cầm cục lau bảng trong tay, liền nghĩ ra một trò nghịch ngợm. Trong trí tưởng tượng của Mia, cô ném mạnh cục lau bảng về phía Brian. Brian đang cúi đầu chăm chú ghi chép thì bất ngờ bị cục lau bảng bay thẳng vào đầu, khiến mặt của cậu ăn một đống phấn bản. Không do dự, cô quyết định thực hiện nó ngay lập tức. Cô nắm chặt cục lau bảng, nhắm thẳng vào Brian mà ném. Brian nhờ vào phản xạ nhanh nhẹn của mình đã đổi hướng của cục lau bảng, bay thẳng về phía đầu cô giáo. Đứa nào? Cũng vì cú va chạm mạnh lúc nãy đã khiến cho lớp trang điểm của cô giáo bị ảnh hưởng nặng nề. Đứa nào khai ra coi? Dạ, là em đúng không? Em không có làm gì hết đó cô. Em bị phạt. Đứng yên cho tôi. Cô. Tiết học kết thúc. Tạm biệt các em. Dạ. Dạ. Tạm biệt cô. Bye bye cô. Dĩ nhiên là Brian cảm thấy vô cùng hả hê khi nhìn thấy Mia bị phạt. Đứng im. Đáng đời. Hãy đợi đó.
vào giờ ăn trưa, Mia quyết định theo dõi Brian, đợi chờ thời cơ thích hợp để trả thù. Cảm ơn cô. Cùng chờ xem lần này Mia sẽ bày ra trò gì để trả thù Brian. Đúng là cái đồ đáng ghét thiệt. Cô nở một nụ cười ranh mảnh khi nghĩ ra một trò nghịch ngợm. Mia cẩn thận móc ra một khẩu súng có hình bom thối, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Sau đó cô nhắm bắn quả bóng bay thẳng về phía Brian. Bom thối nổ tung, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Trời ơi, chị mà thối dữ vậy. Ở phía chậu cây, Mia lúc này đang đắc thắng cười khúc khích. Brian giật mình nhìn sang, nhìn thấy Mia đang cười mình thì hiểu ra mọi chuyện. Cậu, Mia, cậu phá mình đúng không? Rồi sao? Cậu quá đáng lắm rồi. Cho cậu biết tay. Mình sẽ cho cậu biết tay. Ê, ê, sao? Không lại sao? Gần nha. Được chưa, hả? Coi hả? Nè. Cậu bán gì? Bán gì? Bán đi, bán đi. Coi nè, cậu, cậu. Trời đất ơi, dừng lại. Đừng có ném nhau nữa. Dừng lại đi. Nè, 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 nè. Và cuộc chiến tranh đồ ăn của Mia và Brian chính thức bắt đầu. Họ ném vào nhau tới tấp những gì họ có thể tìm thấy được ở trên bàn. Sao cậu dám? Trời đất ơi, đừng có đánh nhau nữa. Trời ơi, thả ra. Nè, đừng có đánh nhau nữa. Hai cái đứa này, dừng lại. Dừng lại coi. Trời ơi. Trời ơi. Cháy rồi. Cháy rồi. Cháy rồi. Cháy. Cháy rồi. Cô. Cái mùi này. Mùi gì mà khét quá vậy? Cháy, cháy bông, cháy rồi, cháy rồi. Lúc này lửa đã bùng lên dữ dội, khiến cho tình hình ngày càng thêm nguy hiểm. Mia và Brian cố gắng thoát khỏi đám cháy, nhưng họ đã bị trượt ngã và bị thương nghiêm trọng. Brian, chân mình đau quá. Không sao, mình đỡ cậu đứng dậy. Mia, mình giúp cậu. Nhưng mà chân mình đau lắm. Không sao, mình đỡ cho, mau đứng dậy. Cố lên, Mia. À, đau quá, đau quá. Cố lên. Đúng rồi, cố lên. Brian, cậu có sao không vậy? Chân mình đau quá, Mia. Để mình đỡ cậu dậy nha. Chết rồi, không được rồi. Chân mình cũng đau quá à. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Cố lên, Mia. Mau đi thôi. Cố lên, Brian. Cố lên, Mia, sắp được rồi. Dựa vào tinh thần đồng đội, Brian và Mia cuối cùng cũng đã thoát khỏi căng tin đầy khói. Nè, tụi con có sao không? Dạ, không sao. Họ yên đây cơ chưa? Lính cứu hỏa chạy vào căng tin để kiểm tra tình hình, khiến cả Brian và Mia đều thở vào nhẹ nhõm. Họ biết rằng mọi chuyện sẽ sớm được kiểm soát. An toàn rồi. Mia, cậu có sao không? Mình không sao. Còn cậu, cậu có sao không? Mình không sao đâu.
Nè Mia, mình thật sự xin lỗi cậu. Không, không phải lỗi của cậu đâu. Mình mới là người cần xin lỗi nè. Mình xin lỗi cậu nha. Không, không, mình có lỗi với cậu. Xin lỗi cậu, Mia, không, mình đã sai lầm. Mình xin lỗi, là lỗi của mình. Không. Vậy thì chúng ta về nha. Mình đồng ý. Đôi khi từ những hiểu lầm và xung đột cũng có thể nảy sinh những tình bạn tuyệt vời. Mãi là bạn thân nha. Hả? Chị bị sao vậy? Chị không sao. Tiếp nha. Nè, John. Hai cái đứa kia làm cái gì vậy hả? Cái đám nghèo hèn dơ bẩn này, đền quần áo cho tao. Cô ơi, tha cho em con đi cô. Xin lỗi cô ạ. Cái đám dơ bẩn này, xịt mày nè, xịt nè. Bà quá đáng lắm rồi nha. Bực cả mình. Nè, nè các bà kêu. Mà, John, bình tĩnh đi. Được rồi, bỏ qua đi, mình chơi tiếp nha. À, trời ơi, lâu đài của tôi. Chào mấy cậu, mình mới chuyển tới đây á. Ê, cậu làm gì kỳ vậy? Thôi, không sao đâu, giúp mẹ lấy đồ nha. Dạ. Người ta đi, người giàu là vậy đó. Nhưng mà sáng giờ hai lần rồi. Hay là mình chơi đá banh nha. Hả? Đá banh hả chị? Có banh thiệt nè. Ủa, chị bị sao vậy? Không sao đâu, chơi thôi. Mẹ, chơi với con đi. Mẹ đã qua tuổi cho búp bê rồi. Coi em nè. Mẹ ơi, cho con chơi chung với mấy bạn được không? Được thôi, nhưng mà phải đối xử tốt với bạn nghe chưa? Dạ. Cho mình chơi chung với nha. Hả? Ờ, chị hai ơi. Lại là mấy cái người nhà giàu kia nữa kìa. Nè cậu, trả banh cho tôi đi. À, mình đá được, mình đá hay lắm á.
mình thử lại nha. Trái bánh của tôi. Trả bánh lại cho tôi. Chị xin lỗi, chị không có cố ý đâu. Cho chị chơi chung đi mà. Chị đi ra đi. Chị đừng có ẩy mình vào rồi muốn làm gì thì làm. Minh tại đó nè. Hả? Chào cậu. Vậy tôi tôi ở tú ơn kia xa dữ lắm, nghèo nữa. Nghèo. Nhìn mấy bạn chơi vui quá à, cho tôi chơi chung với nha. Được thôi, mình cùng chơi nha. Rồi. Vui mà. Katie, cậu có làm sao không? Trời mưa rồi, mình về trước nha. Bye bye. Bye bye. Chị ơi, trời mưa rồi, mình về nhà đi. Mình đi thôi. Chờ mình với. Mình không sao. Mình chào các bạn, mình mới chuyển tới nè. À, là con nhỏ hồi sáng nè. Đi đây, tụi tôi không có chơi với người nhà giàu. Đi đây, đừng ngồi khóc nữa. Đi đây. Đi. Đi đây. Đi rồi. Mẹ. Mẹ ơi, mấy bạn đó không có chịu cho con chơi chung. Thôi thôi, được rồi, có mẹ đây. Mẹ thương nha. Chị ơi, chị có sao không chị? Chị đừng có giỡn mà, em sợ lắm. Chị thấy mệt quá. Chị ơi, chị thấy sao rồi?
cho nè. Chị ơi, chị ơi, tỉnh dậy đi. Chị ơi. Mẹ ơi, mưa to quá, con sợ mấy bạn bị ướt không quá. Không sao đâu con. Bia, chị ơi, đừng làm em sợ mà chị. Chị, chị ơi, tỉnh dậy đi. Phải sao giờ mẹ ơi? Mẹ coi thử nha. Chị ơi, cô bé này đang sốt cao lắm đó. Cô ơi, cứu chị con với. Phải nhập viện thôi. Con chờ ở đây với bạn đi. Mày lấy xe nha. Dạ, phụ chị đi. Dạ. Xe tới rồi. Bình tĩnh nha, mẹ chạy nè. Chị ơi, tỉnh dậy đi chị. Bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy hiểm, cần phẫu thuật gấp. Hả? Phải mổ thiệt hả bác sĩ? Đây là chi phí cho ca phẫu thuật. Hả? Mười ngàn. Cô ơi, cứu chị con với cô ơi. Mẹ, mình giúp họ đi mẹ. Bác sĩ à, hãy cứu cô bé đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ, chị con sao rồi? Chị gái con tỉnh lại rồi. Đừng có lo nữa nha. Thiệt hả bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Đi thôi. Chị ơi, chị tới đỡ cho chị. Bây giờ chị khỏe rồi đúng không? Chị đã khỏe lại rồi. Thì ra mọi người đã cứu tôi. Mình xin lỗi, chị không cho cậu chơi cùng nha. Không sao đâu. Cho em xin lỗi vì đã lỡ nói những điều không tốt với chị. Không sao đâu, mọi người an toàn là tốt rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn Bia nha. À, dạ bây giờ mình có thể chơi chung với hai bạn được không? Tất nhiên là được. Đương nhiên rồi.